Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại và gặp gỡ hai đội chơi. Vì giờ phút này thì Lan Phương và Lê Sơn không còn đơn độc nữa mà đã có bạn đồng hành của mình. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng mình sẽ bắt đầu vào cuộc đi nhỉ. Xin hỏi chương trình là thử thách tiếp theo của chúng tôi là gì ạ? Ôi, một cái tờ rất là phức tạp. Đây là công viên Catalan. Bây giờ đã là đúng 9 giờ và chúng tôi bắt đầu thử thách tiếp theo, đó là công viên Catalan. À, Sơn cảm thấy rất là vui khi được gặp Ngọc đúng như mơ ước. Vậy Ngọc sẽ nói tiếng Việt. Cảm ơn Ngọc. Có gì không hiểu thì hỏi Sơn. À, có gì không hiểu Sơn sẽ hỏi Ngọc nhé. Lúc mà mình biết rằng là đội chơi sẽ có mấy người đó, mình muốn search thử trên mạng xem Lương Sơn là ai. Thấy là một cậu rất là đẹp trai, trông có vẻ rất là lạnh lùng, nhưng mà trời ơi, gặp thì nói nhiều kinh nghiệm được ý. Nó còn có thể trải nghiệm như là đào khoai tây này, hái dâu tây, không phải dâu tây mà đây là cà chua chăng? Nhưng mà liệu có bắt mình ra ruộng để nhổ khoai tây không? Vui nhỉ? Miễn là không phải những người phi thân mà không quỳ đấy là được. Bây giờ là những nơi người ta trồng trọt đấy. Chào quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta đã đến Catalan. Người dân mình thường có thể trải nghiệm về cách trồng trọt, hoặc là những cái công việc đồng áng, hoặc là làm bánh, làm mì, hoặc là làm mơ, hoặc là trồng củ cải. Như mọi người có thể thấy là đây là một nơi rất là rộng, nhìn rất là hoang sơ. Sơn. Tận là lượt. Konnichiwa. Bây giờ thì ở đây thì mới chỉ có hành thôi, chỉ có củ cải bạc đi, mới chỉ phải bắt đầu còn việc làm mì hay là bơ cúc là do trong thời gian 60 phút, hai đội phải làm thành hai món ăn, mì soba và bơ. Trong đó, mì soba phải được chế biến đúng cách, gồm có cả hành lá và củ cải. Thành viên nam phải đi thu hoạch củ cải tại khu vực quy định, rồi mới được quay về giúp đỡ bạn đồng hành của mình. Chấm điểm, hoàn thành cả hai món ăn được 5 điểm, hoàn thành hai món ăn xong trước được thưởng 3 điểm. Món ăn hoàn thành được mỗi ban giám khảo chấm đạt được 1 điểm. おはようございます。 大根の はい。 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 2つでもいいですね。 はい、 ありがとうございます。 Thank you.
lấy xong rồi kìa. Không hề. Ôi thế. Cho xem nào Ngọc. Cho xem cái cục này nào. Trông đẹp đấy. Ngọc ơi, có rảnh không? Đúng rồi. Cứ nghe thấy cái gì lọc không là chắc là có bơ rồi. Mì cha kawaii. Đừng mì cha kawaii. It's okay. Are you going to do it? Huh? Ah, cuối cùng làm được rồi á. Trông ngon quá. Cái miếng đầu. Miếng đầu đi, miếng đầu bỏ đi. Ok, ok, ok. Ok. Sơn. Nhưng mà mỏng. Negi to daikon ga arimasu ne. So se ra hoka no ichi o shika. Khó lấy quá. Lấy bằng đũa đi. Cô sao lại một 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 đi mắc cả? Arigatou gozaimashita. Nếu mà em thích cho thêm một tí rong biển lên trên á. Màu đen đen lên trên. Cô giáo chấm cả hành. Hành. Hành của anh ơi luôn, tốt hơn rồi không? Tốt hơn ạ.
Đối với thầy, với một bạn là hành người ta thấy thấy tròn chứ không người ta không thấy vác như mình. Thấy tròn à? Fujima. Xin xin. Soba desu ne. Soba. Aku ga ikatta kido. Bơ này là không tin bạn lắm đâu đấy. Nhưng mà tớ không bỏ được cái phần đẹp nhất của bạn vào. Xin lỗi bạn nhé. Cũng vẫn thắng rồi. Bởi vì là luộc chỉ có 1 tiếng 1 phút rưỡi thôi. Nếu như mình mà cắt dày thì nó sẽ không chín. Sao cô lại ăn chung như thế? Phải để hai đầu. Mới phân biệt rồi. Tớ nám lại tớ vẫn cố bắt cho hết nước rồi. Có sự khác nhau đấy. Kawaii. Hành trình bắt đầu nó bỏ đến. Thế là bắt đầu áo đặt tổ mồi đó. Áo đặt tổ mồi đó. 3/2. この子がどうやってバターを美味しく作れるんですか？塩味がね、違った。少ないでしたか？彼はアメリカ人ですからね。バター作るのがうまいです。ソウルとかいいですから。アメリカ人は。ではね、お蕎麦の方は赤。バターの方は青。はい。辛老又想用梅。Vậy thì nếu vậy là mọi người được 5 điểm bởi vì mọi người đã hoàn thành 2 món trong 1 tiếng đồng hồ mà không ai đi trước. Vậy thì không ai được 3 điểm đó. Nhưng mà mỗi đội được thêm 3 điểm bởi vì mỗi đội thắng 1 cái món. Thì tổng cộng mỗi đội được 8 điểm. 8 điểm. ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様で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 した。お
nó sẽ hiểu nhiều thứ mà có khi là mình không có hiểu. Ừ, thì phải vượt qua cái trở ngại đó. Anh Aaron và chị Lan Phương khá là mạnh. Một là anh Aaron đã biết hết về chương trình rồi, còn chị Lan Phương đã tham gia rất là nhiều mùa rồi. Nhưng mà với thử thách của chương trình thì chúng ta không thể nào biết trước được điều gì cả. Và Sơn luôn tự tin là đội Sơn sẽ chiến thắng. Nhiều khi cái sự mà kỳ quái của cặp này nó lại biết đâu lại làm nên chuyện nhỉ? Để xem. Hy vọng thôi.